Nếu các bạn có nhu cầu mua Nick Liên Quân Mobile chất lượng giá rẻ và uy tín thì hãy đến ngay shop Nick VIP 24h.com nhé. Shop bán Nick Liên Quân giá rẻ và uy tín cực kỳ luôn nha các bạn. Đối với cách dùng của combo này thì vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ tiến gần với mục tiêu gần nhất và sử dụng chiêu 2, sau đó dùng chiêu 1 di chuyển đến mục tiêu cần kết liễu, sau đó cấu rỉ một thời gian và dùng chiêu 2 để kết liễu mục tiêu. Và bây giờ mình sẽ tua chậm và các bạn cùng xem lại nhé. Đối với combo thứ hai này thì đây chính là combo kết hợp với ulti đơn giản nhất. Thời gian cần có để kích hoạt ulti của Lorion là 2 giây. Trong khoảng thời gian này, các bạn cần xác định nhanh mục tiêu và sử dụng chiêu 1 để điều ulti đến kẻ địch. Sau khi ulti của Lorion nổ, chúng ta sẽ sử dụng chiêu 2 để ám sát và gây thêm sát thương và kết liễu mục tiêu. Đến với combo thứ ba thì đây chính là combo mà giúp các bạn tăng tỷ lệ dính ulti và kẻ địch hơn dành cho Lorion. Sau khi kích hoạt ulti của Lorion và sau một lần điều chiêu 1 hụt thì chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn xác suất để dính khi chúng ta vẫn còn một lần sử dụng chiêu 1 để điều cộng đến đối phương và ám sát, sau đó kết liễu. Đến với combo thứ tư thì đây chính là một trong những combo tối thượng và tạo nên tên tuổi của các TikToker, và trong đó có Team Flash. Cụ thể hơn chính là Flash Song Bat. Tuyển thủ đã có rất nhiều những pha highlight ulti giấu cầu từ xa cực kỳ đẳng cấp, và chính anh ấy là người đã đưa Lorion vào danh sách đen của Garena Liên Quân Mobile Việt Nam. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu 1 vào một nơi mà kẻ địch không thể nhận biết cũng như check map. Sau đó kích hoạt ulti và sử dụng chiêu 1 một lần nữa đến mục tiêu, sau đó ám sát và kết liễu. Đến với combo thứ 5 thì đây chính là combo tối thượng, combo đặc quyền thương hiệu của Top Lorion. Yêu cầu cần có của dành cho combo này thì cần thao tác nhanh, gọn, lẹ. Các bạn sẽ kích hoạt ulti, sau đó sử dụng một lần chiêu 1 và tốc biến, sau đó lại sử dụng một lần chiêu 1 nữa và ám sát để kết liễu mục tiêu. Còn đối với cách combo cụ thể hơn nữa, nếu như các bạn không kịp nghe thì các bạn có thể xem tua lại nhiều lần. Và cuối cùng của video này thì mình sẽ có một cái trick hay, vô cùng lợi hại dành cho các bạn. Thì cái trick này sẽ giúp các bạn né hết tất cả những các đòn đánh hoặc là những cái skill stun đến từ vị trí mid của team bạn hoặc là support của team bạn. Yêu cầu cần có của cái trick này thì các bạn cần phải thật là nhanh tay và có một cái sự chính xác đến hoàn hảo. Các bạn cùng xem mình làm nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem hết clip của mình. Thì đây là lần đầu tiên mình bình luận thì có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Và mình mong các bạn sẽ luyện tập và trở thành một trong những top bảng xếp hạng Lorion của Việt Nam trong tương lai. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã ủng hộ mình và tiếp thêm động lực cho mình đến ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.